lợi dụng mạng xã hội để lập ra nhiều hội nhóm với mục đích chia sẻ cách vay tiền của các công ty tài chính tiêu dùng hay thậm chí là cả ngân hàng, rồi trốn nợ quỵt nợ. Đáng lo ngại là thực trạng này đang có dấu hiệu ngày một gia tăng do không có một cơ chế quản lý tốt trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Điều này sẽ khiến cho người vay, tổ chức cho vay chính thống và cả xã hội phải đối mặt với những hệ lụy khôn lường. Trên mạng xã hội Facebook, các hội bùng app vay tiền online, hội bùng tiền các công ty tài chính mọc ra như nấm. Chỉ cần nhấp chuột, nhắn tin là được các đối tượng hứa hẹn. Chỉ cần mất vài trăm nghìn đồng là đã có thể xóa nợ xấu hay chỉnh sửa các thông tin trên giấy tờ cá nhân. Ít nhất phải 2-3 tháng rồi bùng bạn nhá. Bùng được hết, không bị kiện cáo gì đâu. Mình làm sale nhiều khách vay 70 triệu, chả đóng tháng nào hết mà vẫn có kiện cáo gì đâu. Muốn bùng mà không bị làm phiền, không bị gọi người thân, không bị đăng hình Facebook, em chỉ cho vài chiêu. Tuy nhiên, không dễ để có thể can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu của các tổ chức tín dụng. Trường hợp là các cái nhân viên của trong cái tổ chức mà muốn làm những cái hoạt động liên quan đến xóa sửa dữ liệu, thì những cái dấu vết ghi lại cũng sẽ giúp các cái tổ chức có thể tìm ra được là ai đã làm cái việc đó. Thời gian qua, tình trạng chây ì, quỵt nợ không chỉ dừng lại ở việc từ chối cuộc gọi nhắc nợ, mà nhiều người còn quay lại, đe dọa và hành hung nhân viên thu hồi nợ. Thậm chí một số vụ việc đã bị khởi tố hình sự, như nhân viên bị khách hàng dùng gậy kim loại đánh vào đầu gây thương tích, hay dùng dao chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Đây, cái lỗ hổng quan trọng này là lỗ hổng quyền của chủ nợ. Và nếu như chúng ta không có được những quy định cứng rắn hơn về cái quyền đòi nợ, chúng ta sẽ không được hưởng những cái tiện ích tốt nhất của cái câu chuyện là kênh cho vay tiêu dùng. Người ta chuyển từ cái đòi nợ thuê thành cái mua bán nợ hoặc những cái hình thức khác vẫn cứ diễn ra như cũ, nhưng nó không có hành lang pháp lý và nó không có cơ sở để thực hiện hay là xử lý, trừ là khi nó ở một cái mức độ vi phạm nghiêm trọng thì chúng ta mới có thể xử lý hình sự được. Quỵt nợ vay tiêu dùng hiện là con dao hai lưỡi với chính người đi vay. Nó không chỉ thu hẹp cánh cửa tiếp cận nguồn vốn vay của nhiều người có nhu cầu thực, mà còn khiến cho người quỵt nợ để lại lịch sử tín dụng xấu, không thể vay mượn các tổ chức tài chính hợp pháp khi sau này có nhu cầu. Và đây chính là cơ hội cho các tổ chức phi pháp như tín dụng đen, vay nặng lãi, có đất sống trong xã hội. Hiện các bộ ngành đang đẩy mạnh triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Khi đề án được hoàn thành thì những dữ liệu về lịch sử vay vốn, nợ xấu và kể cả hành vi quỵt nợ sẽ được ghi nhận rõ ràng và minh bạch. Vì vậy mà người vay tiêu dùng cần thận trọng trước những lời mời chào về dịch vụ quỵt nợ trên mạng, kẻo lâm vào tình cảnh tiền mất, tật mang.